Bayern thắng đậm trong trận ra mắt Cancelo. Hậu vệ Joao Cancelo đá chính khi Bayern đè bẹp Benz 4-0 ở vòng 1/8 cúp quốc gia Đức. Tối ngày 1 tháng 2, Choupo-Moting trong sơ đồ 3-1-4-2. Cancelo gây ấn tượng ngay trận đầu khoác áo hùng xám xứ Bavaria. Anh được thoải mái dâng cao trong thế trận lấn lướt của đội khách. Phút 17, đồng đội chia vui với Cancelo như thể anh ghi bàn sau pha đi bóng tạt vào để Eric Maxim Choupo-Moting đệm bóng mở tỷ số. Đẳng cấp của Bayern tiếp tục được thể hiện khi Jamal Musiala sút chéo góc, đưa bóng đập mép trong cột dọc vào lưới. Đội khách chưa thể nới rộng khoảng cách khi Joshua Kimmich sút trúng cột, còn Mathai Zeilai bỏ lỡ cơ hội 10-10. Tuy nhiên, cuối hiệp 1, cũng từ một pha tranh chấp thắng ở giữa sân, Bayern ghi bàn thứ 3. Lần này, Choupo-Moting đóng vai trò kiến tạo với pha đánh góp để Leroy Sane dễ dàng đánh bại thủ thành FINN đa bến. Mọi chuyện càng thêm tệ với Mainz khi thủ quân Sylvain Huijmaer chấn thương và bất đắc dĩ phải rời sân. Bayern tiếp tục lấn lướt trong hiệp 2. Thomas Müller đối mặt đa bến sau đường chuyền của Musiala, nhưng pha dứt điểm của anh bị một hậu vệ chủ nhà phá trước vạch vôi. Vì lỗi phản ứng, huấn luyện viên Mainz Svensson bị trọng tài truất quyền chỉ đạo. Vài phút sau, huấn luyện viên 43 tuổi chứng kiến học trò thua bàn thứ tư khi hậu vệ vào thay người Alphonso Davies băng cắt, đánh đầu sau quả tạt của Kimmich. 3 phút sau, trung vệ Alexandre Hack nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Mainz chỉ còn 10 người trên sân. Với chiến thắng này, Bayern trở thành một trong 4 đội đã giành vé vào tứ kết cúp quốc gia Đức, cùng với RB Leipzig, Union Berlin và VfB Stuttgart. Tối ngày 5 tháng 2, thầy trò Julian Nagelsmann sẽ làm khách trên sân Wolfsburg trong khuôn khổ vòng 19 Bundesliga. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.